Ok, xin chào tất cả mọi người. Nhìn cái đống đồ này thì mọi người có thể biết được là cái kết quả sau một tuần thử nghiệm cái độ bền của đồ chơi bằng cao su tự nhiên đây nhá. Đây là mấy món mà như dự đoán ban đầu là nó sẽ rời mỗi cái một chỗ. Siêu cặp ra kia Nina chơi ở tại chỗ. Như cái món này là cái món kỳ vọng nó sẽ bền này. Ngồi xuống. Siêu không ngồi đây. Ngồi xuống chơi đấy. Cả một đống đồ chơi. Nằm xuống. Món này là cái món kỳ vọng bền, nhưng nó không tồn tại được. Nó không tồn tại được là bởi vì ở trong nhà có thánh phá Pila. Có Pila này, thánh phá này. Chứ còn nếu Melsi với Siro nào, Melsi với Siro mà chơi thì sẽ không hỏng được đâu. Nên món này cũng coi như là như thế, là món này là cũng là một món mà sẽ không tồn tại được với những con phá. Cầm ra kia. Rồi, cầm gọn chỗ. Rồi, như vậy đây xuất hiện mấy món. Thôi Nina nằm vào đây. Nằm xuống. Rồi. À, siêu bền. Đây chính là những món siêu bền. Siro ra kia. Siêu bền nhá. Có su cua gai. Món này là món siêu bền. Thật như này. Đi la ơi. Cầm đây kìa. Và đây nữa. Món này cũng là món siêu bền. Nếu mà mọi người ấy, ai mà định sắm đồ chơi cho to, những cái con mà tính cách của nó rất là nghịch và con chó trưởng thành, rốt này, hay là golden, hay là husky, là những cái giống golden với giống husky là nó hai giống nó cũng nghịch lắm. Rốt thì răng nó khỏe. Thì mọi người sắm hai món này. Đây là cái loạt thử nghiệm đầu tiên, vài mẫu đầu tiên. Nina ơi, Nina đây. Yên này nói nào. Rồi, ngồi xuống. Đây là đợt thử nghiệm với mấy mẫu, 6 mẫu đầu tiên thì có 2 mẫu tồn tại được. Hai mẫu này có thể gọi là 2 mẫu vĩnh cửu, tức là những con chó phá nhất cũng tự tin là nó sẽ không phá được hai cái món này. Đây, Nina. Nina nằm xuống đây. Yên nào. Còn với những cái con mà nó ít phá hơn thì mọi người có thể chọn các cái món khác, như là cái món hình xích giác này này. Thôi Pila. Hay là cái món kéo dây, cái quả bóng hôm trước có cái dây ấy. Để mình xem cái giá của mấy cái quả này nó là bao nhiêu tiền. Nào. Quả bóng rỗng này là 160.000. Nào. Cục xương gai này là cục xương gai to, 140.000. Còn có cục xương gai nhỏ nữa cho bọn chó nhỏ, hoặc là cỡ như Nina chơi thì xương gai nhỏ 70.000 thôi. Cái xương gai trơn mà cho nó cắn te tua ra đâu rồi. Những con phá nó cắn te tua ra thì cái đấy là cái cục to đấy là 70.000.
còn có một cái loại nhỏ là 40.000. Nhưng mà mình quan tâm đến hai cái, như là lần này quan tâm đến hai cái thôi, 160 với 140 là cái này, quả này 160, cục này 140. Thôi Pila ơi, chơi một cục thôi, ra đây ngồi, ngồi đây Pila phá mà nó còn tồn tại được, thể hiện là quả bóng nó vô cùng bền, không thể nào bền hơn được nữa. Với cái quả bóng này ấy, thì người ta làm ra ấy, nó là quả bóng dưỡng ruột, bên trong là để cho đồ ăn vào đây này, cho hạt này, quả này là cái quả kích thích cứ con chó nó chơi, cho hạt vào trong này. Nếu mà những con nào nó chưa biết chơi bóng nhá thì cho hạt vào trong này, và khi quả bóng nó lăn qua lăn lại như này thì nó sẽ làm rơi hạt ra, và rơi hạt ra thì nó kích thích là con chó nó nhặt được hạt, khi nó lăn quả bóng nó nhặt được đồ ăn ấy, thì con chó nó sẽ thích chơi cái quả bóng. Quả bóng này là nó sinh ra là để cho những con nó chưa biết chơi bóng nó chơi, nhưng mà nó rất là bền, cho nên là nó ok luôn với mẹ những cái con chó mà nó gọi là phá bóng, nó cũng thích hợp để chơi. Một là những con tập chơi chưa biết chơi, hai là những con siêu phá. Ba cái cục này thì cũng cái độ bền cũng vô cùng bất ngờ, nhưng mà đúng như dự đoán nhá, là các cái sợi này nó đổi màu và nó hơi ẩm, bởi vì nó dính cái nước bọt của con chó. Nhưng phải nói là ba cục xương này chắc ngoài cái dự đoán ban đầu, nghĩ là ba cục xương trơn kia sẽ tồn tại được. Cái ba cục này là tuyệt vời. Như vậy là nếu mà ai nào, Nina ơi lại ra cắn máy quay, ra đây nào, tôi tưởng phá đám này, tôi tưởng phá đám này, ngồi yên ở đây thôi, không có le ve gì đâu, phát vào mông cho phát này, người tôi tưởng phá đám. Như vậy là nếu mà ai mà đang nuôi chó to và muốn mua đồ chơi cho chúng nó thì mọi người có thể lựa chọn hai món này. Siro xích ra tiền này, quả bóng này 160, cục xương 140. Hai cái món này thì có thể là vứt vào khi mà chúng ta nhốt chó, có thể ném vào trong chuồng đó cho chúng nó chơi thoải mái cả ngày không hỏng được, tránh nó cắn gặm linh tinh. Đấy là ở cái loạt đầu tiên, với 6 món thì có 2 món là siêu bền, còn các món này nó cũng rất là bền nhé. Các món này nếu mà cho con thì nó không thể phá được, hoặc là những cái giống mà nó không quá phá đồ thì nó cũng sẽ tồn tại, nó không phá được đâu. Như Siro thì chơi mãi không hỏng, Pila thì chơi được chắc được 2 ngày. Mà những cái món mà chơi mà hỏng thì cũng kìa lắm. Chơi làm gì? Để cho bà chơi đồ chơi tí, liên quan gì đến Nina mà Nina gừ với gè dọa. Đây, đồ của Nina anh giữ đây rồi. Đây, đồ của Nina đây. Được chưa? Tí tã chưa? Sợ bị cướp mất đồ chơi. Pila, đồ Pila đây, đây, thôi quả bóng đây để đây cho cháu chơi, thôi Nina, Nina hâm, đại ca chưa, Nina đại ca chưa, à Nina, bọn Nina thì vừa mới 4 tháng tuổi, Siro xích ra kia nè, xích, tránh máy quay. Hôm nay Nina bắt đầu thay mấy cái răng rồi đây, mấy cái răng cửa này, mọc răng mới rồi đây. Cho con ở cái giai đoạn này là cho chúng mình đồ mềm này là hợp lý này.
tránh cái trường hợp nó cắn cắm lung tung, cắn những cái đồ cứng lệch răng. Đây như quả này đưa vào tay Pila không tồn tại được. Ok rồi nhá, đấy mọi người, hai cái món này sưng gai này, cho chó to, cái này là 140.000, còn cái mẫu nhỏ là bao nhiêu nhỉ? Bởi vì là nhiều bạn nuôi chó nhỏ nó cũng muốn mua đồ chơi cho chúng nó. Mẫu nhỏ 70.000 cái xương gai này, còn cái quả bóng kia thì nó chỉ có một cỡ thôi, 160.000. thì mọi người nếu mà ai mà có thích mua đồ chơi cho chó thì có thể tìm mua những cái mẫu này là những cái mẫu bầy. Còn nếu mà tìm mua mà không có cái chỗ nào bán ấy, bởi vì cái đồ chơi cao su này nó cũng là cái đồ chơi đắt tiền, nó bền nhưng mà nó đắt tiền, cho nên là cũng không có nhiều chỗ bán. Trong cái trường hợp nếu mà không có tìm được cái chỗ nào bán thì có thể nhắn tin cho Lugovi qua số điện thoại hoặc là Zalo 0981115000 thì ôi giời, thì Trạng sẽ gửi cho mọi người. Ok, chào cả nhà nhé.